để tội phạm không có cửa vui thú điền viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ 5. Đề nghị bỏ xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe thi bằng lái xe, bỏ là đúng. Thu hồi tài sản để tội phạm không có cửa vui thú điền viên. Thưa quý vị và các bạn, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng từ mùng 1 tháng 10 năm 2023 đến hết tháng 9 năm 2024 có kết quả rất đáng ghi nhận. Theo báo cáo về công tác của ngành, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, trong thời gian này, thông qua công tác thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 117.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 51%. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi là hơn 26.000 tỷ đồng. Các cơ quan tố tụng còn tạm giữ, kê biên tạm ngừng giao dịch nhiều tài sản khác như hơn 2.800 bất động sản, hơn 2,2 tỷ cổ phần, 7,8 triệu đô la, 10 triệu yên Nhật, hơn 63.000 euro, hơn 1.000 lượng vàng, 36 laptop, 43 ô tô, 2 tàu chở dầu, hơn 1.200 lít dầu GO, hơn 227.000 lít xăng, 1 cặp ngà voi, 2 nhẫn kim cương, 1 du thuyền, vân vân. Một số vụ án thu hồi tài sản cao như vụ Tân Hoàng Minh hơn 8.000 tỷ đồng, các bị cáo Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 5.100 tỷ đồng, vụ công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành. Cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là hơn 1.300 tỷ đồng. Nhưng nếu so sánh với số tài sản bị tham ô thất thoát thì con số thu hồi được không đáng kể. Cứ lấy vụ Vạn Thịnh Phát ra tính sổ, sẽ thấy ngay. Người dân quan tâm đến việc phát hiện, điều tra, xét xử các vụ án liên quan tới tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Nhưng điều quan tâm nhất chính là thu hồi tài sản. Nếu công tác này không làm tốt thì phòng chống tham nhũng chưa thể nói là thành công. Có nhiều vụ án khi khám xét nhà của các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng thu rất nhiều tài sản, nhiều đến mức người dân không thể tin nổi tại sao quan chức lại lắm tiền của nhiều đến như vậy. Trường hợp nào không chứng minh được nguồn gốc, tài sản đó là có dấu hiệu bất minh, cần phải làm rõ. Tại buổi tọa đàm giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11 tháng 10 vừa qua, ông Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố dứt khoát. Trong trường hợp tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý định khắc phục, viện sẽ đề xuất khởi tố tội rửa tiền. Rất đồng ý với ông Ngô Phạm Việt, phải xử lý đến cùng như vậy mới thu hồi được tài sản và bọn tội phạm mới sợ pháp luật. Nhiều người chuyển tiền cho vợ hoặc chồng, con cái đứng tên phải xác định rằng đó là tẩu tán tài sản, tham mô, tham nhũng. Tất nhiên để xử lý được tài sản này cần phải có đủ căn cứ chứng minh tài sản bất minh. Quyết tâm phòng chống tham nhũng là phải quyết liệt thu hồi tài sản có nguồn gốc phi pháp. Thu hồi hết tiền tài sản để tội phạm không còn cửa vui thú điển viên sau khi ra tù hay để củng cố đời con. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ 5. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 12 người khác bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đấu thầu trong dự án mua sắm trang thiết bị của công ty Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Công tin và Truyền thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị có liên quan. 13 bị can trong vụ án này đều bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có cựu Chủ tịch IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty BTC Value, Đặng Xuân Minh, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Duy Hiếu, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính nguyên Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT Nguyễn Trọng Đường, cựu Phó Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, cựu Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông Ngô Quang Huy. Theo kết luận điều tra, năm 2016, Công ty Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông giao triển khai dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế. Ở giai đoạn lập dự án, bà Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế, trưởng ban KT7 công ty IC phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Do phương án ban đầu công ty IC giới thiệu là hệ thống
sử dụng công nghệ của Israel có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam. Nên ông Nguyễn Trọng Đường đã phân công Ngô Quang Huy chủ trì, chỉ đạo các phòng ban của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, cùng Phó Giám đốc Công ty Khang Phát, Mai Phương Nam khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư, báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin. Trong quá trình này, Thế đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đưa vào danh mục mua sắm. Sau đó, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã đưa thiết bị của hãng Dell và Cisco vào danh mục theo đề nghị của công ty IC, gồm 18 danh mục trong số 82 danh mục thiết bị. Đồng thời, theo chỉ đạo của bà Nhàn, Thế liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả thiết bị, rồi cộng thêm 40-50% để ra giá dự toán đầu ra, thống nhất với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi. Trung tâm ứng cứu máy tính khẩn cấp Việt Nam đã sử dụng danh mục dự toán này, hợp thức các gói thầu, tư vấn để vụ kế hoạch tài chính thẩm định, trình lãnh đạo bộ phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp thức tư vấn thẩm định giá để Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam phê duyệt dự toán triển khai đấu thầu. Đơn vị này còn thiết lập quân xanh quân đỏ giúp công ty IC trúng thầu theo danh mục và giá đã thống nhất từ trước, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn nên chưa ghi được lời khai liên quan vụ án này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc bà Nhàn có vai trò chủ mưu cầm đầu. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có trách nhiệm trong 4 vụ án gồm vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội phạt 30 năm tù. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, bà Nhàn bị phạt 10 năm tù. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, bà Nhàn bị phạt 24 năm tù. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, bà Nhàn bị truy tố tội đưa hối lộ. Đề nghị bỏ xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe thi bằng lái xe, bỏ là đúng. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở để đơn giản hóa, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe. Đại diện các cơ quan liên quan, chuyên gia và thính giả nói gì về đề xuất trên? Theo tiến sĩ Nguyễn Bảo Thành, chuyên gia giao thông trường Đại học Văn Lang, bỏ xét nghiệm cồn và xét nghiệm ma túy. Việc Thanh tra Chính phủ đề xuất bỏ xét nghiệm nồng độ cồn trong thi bằng lái là hoàn toàn phù hợp bởi vì thủ tục này là không cần thiết. Chi phí bỏ ra để xét nghiệm khi khám sức khỏe cấp bằng lái xe là khá lãng phí. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm này chỉ phản ánh tình trạng tại thời điểm khám sức khỏe ở cơ sở y tế, chứ không phải lúc lái xe trên đường. Khâu xét nghiệm này còn làm người dân phải chờ đợi thực hiện thủ tục lâu hơn. Được biết, ở nhiều nơi trên thế giới, như ở Mỹ, việc đào tạo và cấp phép lái xe đơn giản hơn ở các thủ tục. Họ không thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn khi học và thi lái xe, thay vào đó họ tập trung kiểm soát xử nặng các hành vi vi phạm trên đường. Thậm chí kể cả xét nghiệm ma túy cũng không nên đưa vào thủ tục học và thi bằng lái mà nên cắt giảm luôn. Những trường hợp muốn đối phó thủ tục, họ chỉ ngưng sử dụng chất kích thích một khoảng thời gian nhất định là đủ để thay đổi kết quả xét nghiệm. Thay vào đó nên tăng cường kiểm tra các bài thực hành sát hạch, cấp phép lái xe, đồng thời tăng các hình thức xử phạt người lái xe mà trong máu có cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác. Theo bác sĩ Hồ Trọng Thương, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội, các quy định vẫn mang tính chất răn đe. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn không có ý nghĩa về lâu dài. Quy định này mang tính chất răn đe nhiều hơn, nhắc trách nhiệm không sử dụng rượu bia. Để tăng cường ý thức của người lái xe khi tham gia các kỳ thi, lực lượng giao thông cũng có thể đo nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người lái xe trước kỳ thi thực hành. Như vậy, từ khi được cấp bằng, người lái xe đã có ý thức hơn trong việc đã uống rượu bia, không lái xe. Còn theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, xét nghiệm chỉ mang tính chất thời điểm. Người ta có thể né bằng việc không uống rượu bia trước khi khám sức khỏe. Với chi phí khoảng 35.000 đồng một lần, có thể không nhiều, nhưng với hàng triệu giấy phép lái xe được cấp thì con số khá lớn. Vì vậy, quy định này có thể bỏ, thay vào đó chúng ta có thể kiểm soát nồng độ cồn khi lái xe như hiện nay. Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thì nói rằng sẽ nghiên cứu đề xuất lấy ý kiến chuyên gia. Cục Quản lý Khám chữa bệnh là đầu mối nghiên cứu, xây dựng,
sửa đổi mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe tại thông tư 24/2015. Vừa qua, Bộ Y tế đã thông qua cuộc họp của Ban soạn thảo, Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế cho phép ban hành thông tư. Qua ý kiến của Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, bộ ngành đã đưa ra một số ý kiến để thay đổi thông tư, trong đó có đề xuất bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đối với khám sức khỏe người lái xe. Bộ Y tế đã tiếp thu những ý kiến này và sẽ cân nhắc nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia để làm sao tạo thuận lợi cho người dân khi khám sức khỏe lái xe, cũng như cấp đổi giấy phép lái xe. Ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam thì cho rằng điều này là không cần thiết. Trong kết luận vừa qua của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ, luật chỉ cấm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, còn khi khám sức khỏe người ta không điều khiển phương tiện, do vậy xét nghiệm khi khám sức khỏe là không cần thiết. Nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét bỏ quy định, chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe với tài xế là đúng. Còn theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cần sớm bỏ giấy phép con. Kết quả xét nghiệm bằng không cũng không có ý nghĩa là họ sẽ không uống rượu bia khi lái xe. Người ta có thể khám xong rồi ra uống rượu bia và vẫn vi phạm. Việc chỉ định xét nghiệm là sự vô lý như một giấy phép con. Nếu lấy số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, xác định từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023, toàn ngành giao thông vận tải cấp hơn 9,9 triệu giấy phép lái xe các loại. Nếu tính đơn giá hơn 35.000 đồng một xét nghiệm, chi phí người dân phải bỏ ra để xét nghiệm nồng độ cồn bất hợp lý khi khám sức khỏe cấp bằng lái xe là khoảng 350 tỷ đồng. Còn nếu tính từ khi thông tư liên tịch số 24/2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế có hiệu lực đến nay thì số tiền chi cho xét nghiệm này rất lớn. Quy định này đã và đang gây sự lãng phí. Các cơ quan liên quan cần xem xét bỏ sớm nhất có thể quy định bất hợp lý này. Thanh tra Chính phủ cho rằng chi phí người dân bỏ ra để xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe cấp bằng lái xe là khoảng 350 tỷ đồng và đề nghị bỏ quy định này. Đề nghị trên được đưa ra trong kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giao thông Vận tải. Theo cơ quan thanh tra, kết quả kiểm tra nồng độ cồn chỉ phản ánh tại thời điểm khám sức khỏe, không phải tại thời điểm điều khiển phương tiện của người lái xe. Việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn tại thời điểm khám sức khỏe của người dân, đề nghị cấp giấy phép lái xe là không cần thiết, làm tăng chi phí cho người dân khi thực hiện thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe. Từ những phân tích trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe theo hướng bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Vào tháng 8 năm 2024, đến hạn đổi bằng lái xe, tôi tới bệnh viện quận khám sức khỏe theo quy định, nhưng có hai điều khiến tôi bất ngờ. Một là giá tiền khám tới 375.000 đồng, hai là có thêm khâu xét nghiệm máu. 10 năm mới trở lại khám sức khỏe đổi bằng lái nên tôi không cập nhật thông tin về quy định này. Trước khi xét nghiệm máu, nhân viên hỏi tôi tối qua có uống rượu bia gì không, tôi trả lời không. Và hỏi lại nhân viên vì sao phải lấy máu và lấy máu để làm gì. Nhân viên trả lời xét nghiệm chủ yếu để kiểm tra xem trong người có chất ma túy không, để đảm bảo an toàn khi lái xe. Tôi lại nghĩ thầm uống rượu bia có liên quan gì đến chất ma túy không, nhưng cũng không tiện hỏi vì thấy nhiều người còn đang xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó tôi nhận được là xét nghiệm về nồng độ cồn. Trước đây, mỗi lần khám sức khỏe chỉ mất 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nay có thêm khâu xét nghiệm máu nên phải chờ thêm gần 2 tiếng. Tương đương thời gian cho tất cả các khâu khám khác nên mất cả buổi sáng mới khám sức khỏe xong. Tôi thấy có rất nhiều người chờ đợi giống như tôi. Quy định thì phải tuân thủ, nhưng thực sự có cần thiết không? Nếu chỉ vì kiểm tra nồng độ cồn trong máu, tôi nghĩ không phù hợp. Thậm chí là vô lý, bởi lúc xét nghiệm tôi có thể không uống rượu bia. Nhưng tình huống này không thể đi theo tôi suốt thời gian sau này, kể cả khi lái xe và kết quả đó không có giá trị vĩnh viễn. Ngoài ra hiện nay cơ quan chức năng cũng rất nghiêm khắc trong việc đo và xử lý người đang lái xe vi phạm nồng độ cồn. Vậy lý do gì phải duy trì chuyện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở như nội dung bắt buộc khi khám sức khỏe để lấy bằng lái xe như hiện nay? Tôi rất ủng hộ với đề xuất của cơ quan chức năng là nên bỏ mục này để người đi khám sức khỏe không phải mất thêm tiền khám và thời gian chờ đợi.